Ok, xin chào anh em quay trở lại với Chim Ngoài Channel. Thì hôm nay được hôm rảnh rỗi thì là mình bắt con chim hút mật của mình đi bẫy xem thử như thế nào anh em nhé. Thì đây là quay con sắc pháo truyền của mình. Vừa đặt chim ra mở phay tiếng chim hút mật thì con sẻ bạc má nó đã bay về rồi. Biết nó nhảy không? Thường thì cái loại một con sắc pháo nó về rồi. Thường thì cái bọn sẻ bạc má này nó khá là háu đá các bạn. Nó khuyên nó cũng nhảy rồi hút mật nó cũng nhảy, nhưng mà mình không thích cái loại này lắm. Đấy, sắc pháo nó về. Những cái con mà sắc pháo mà nó đã máu chiến như cái con này thì là tỷ lệ bẫy thành công là tầm 80% anh em ạ. Còn những cái con mà nó chuyên ở phía đậu phía ngoài ấy, nó không bay vào cạnh lồng như con này thì là sẽ tỷ lệ bẫy thì sẽ rất khó. Còn những cái con mà đã dám vào đậu lồng như thế này thì là nó không dính trước thì nó kiểu gì cũng dính sau anh em nhé. Thành ra là kiểu gì là cũng chắc kèo cái con này rồi. Sau cũng nhảy, thường là chim sâu rồi sẻ bạc má thì bẫy hút mật thì thường nó thường xuyên nó nhảy anh em ạ. Và những cái loại ấy thì mình bắt xong mình thả. Đây cái con sắc pháo này nó cứ bay quanh quẩn ở đây. Những con mà đã đậu ngoài ấy, nó không mới bắt đầu mà nó không bay lại cạnh lồng ấy thì là nó khó ăn được nó lắm anh em ạ. Nhưng mà những cái con mà đã mới bắt đầu vào và nó đã xác định nó bay vào đấu cạnh lồng ấy, con chim mồi của mình ấy, thì là tỷ lệ phần trăm để bẫy được nó là rất là cao. Đây nó bay vào cạnh mình luôn này. Đấy. À, đẹp chớp cánh liên tục như khuyên nha anh em nhỉ. Đâu rồi? Đây. À không phải, đây con sẻo má. Đâu rồi anh em? Đâu rồi? Con này thì nó bay đi bay lại một tí nó bay lại liền, nó khá là máu chiến anh em. Cứ một là anh em mở file vào kênh của mình, mở file khuyên suýt ra thì là nó cũng đến, mà hoặc là anh em có thể là tải cái tiếng chim hút mật sắc pháo thì nó cũng đến. Mấy tiếng này bẫy bọn này khá là nhạy. Những cái con mà nó ở ngoài nó không dám lại lồng, nó cứ đậu ngoài, anh em bẫy cả tiếng 2 3 tiếng nó cũng không vào được anh em ạ. Thành ra anh em đừng kiểu như là đừng cố chấp, gặp những trường hợp như thế thì anh em là nên chuyển cái vùng để sang cái vùng lãnh thổ của nó ấy, thì là anh em dễ đánh hơn. Còn như con này thì mình khẳng định là tầm 80-90% là kiểu gì dính ấy, vì là nó đã xác định từ đầu là nó vào đánh con mồi của mình rồi thì là kiểu gì dính. Cái đấy đậu đậu đấy tí là bay vào luôn đấy, mày chết rồi. Sợi bay rồi rồi, niên này làm sao thoát được. Này hút mật sắc pháo này thì vào cám nó nhiều con nó dễ hơn cả năm màu nữa, nhưng mà nhiều con lại nó cái sức của nó yếu hơn năm màu. Con bẫy từ buổi chiều mà nó không chịu ăn thì sang sáng hôm sau là nó bắt đầu rũ rồi chết luôn. Đây đây lại về rồi. Đây đấy, anh em thấy nó đánh cánh rồi đuôi bẻ sang bên không đấy.
con mồi chuyền của mình là cũng dòng sắc pháo, nhưng mà nó mình bẫy về được tầm 4 hôm ăn cắm hạt rồi là mình cho vào lồng luôn. Nhảy 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 dính rồi anh em ơi. Rồi 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 rồi. Đây 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 nha. Đấy, một em sắc pháo khá đẹp.